Philippines nói Trung Quốc chỉ sợ mỗi Việt Nam. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đã leo thang thành đụng độ răn đe quân sự. Philippines đã vạch một làn ranh đỏ với Trung Quốc trên Biển Đông, giới hạn mức độ dẫn đến một cuộc chiến thực sự xảy ra. Điều này đã khiến cho người dân Philippines vô cùng quan tâm. Trong khi đó, Việt Nam cũng là nước có tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông. Nhưng thời gian gần đây, Trung Quốc không có va chạm trực tiếp nào với Việt Nam trên biển, thay vào đó còn lập đường dây nóng với Trung Quốc để làm dịu tình hình. Điều này khiến Philippines vô cùng thắc mắc về vấn đề này. Tại sao cùng một hoàn cảnh mà lại có sự đối xử khác biệt như vậy? Như tờ Manila Bulletin của Philippines viết một bài báo có tiêu đề Trung Quốc tại sao cứ chú ý đến Philippines, liệu có phải Trung Quốc sợ Việt Nam hay không? Tác giả bài báo này đã đưa ra 4 lý do để giải thích cho việc tại sao Trung Quốc cứ nhắm vào Philippines nhưng không dám đụng chạm đến việc xây dựng đảo của Việt Nam ở Trường Sa. Vậy vì sao Trung Quốc không đụng đến Việt Nam mà chỉ gây căng thẳng với Philippines? Có phải Trung Quốc sợ Việt Nam và nội dung tờ báo này như thế nào? Thì chúng ta cùng tìm hiểu phân tích qua video số này. Chuyện giữa Philippines và Trung Quốc bắt nguồn từ việc hải cảnh Trung Quốc khẳng định một tàu tiếp tế của Philippines đã tiếp cận cố tình và nguy hiểm đối với tàu của Trung Quốc. Sau khi Philippines xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển gần bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Philippines và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền rộng lớn ở Trường Sa, nằm cách đảo Palawan của Philippines 115 hải lý, tức là 195 km. Bãi Cỏ Mây là nơi Philippines cố tình đưa tàu Sierra Madre đến và sử dụng như một tiền đồn kể từ năm 1999. Philippines đã giữ và thường xuyên tiếp tế cho sát tàu này như một biểu tượng nhằm khẳng định chủ quyền ở bãi Cỏ Mây. Tuy nhiên, vụ đụng độ gần nhất tiếp tục cho thấy căng thẳng leo thang trong thời gian gần đây liên quan đến việc tiếp tế của Philippines. Tính từ đầu năm 2024, đã có ít nhất 7 vụ đối đầu giữa tàu thuyền các loại của Philippines với Trung Quốc. Theo tuyên bố từ hai bên, Philippines đã tố cáo tàu Trung Quốc sử dụng vòi rồng tại bãi cạn Scarborough và bãi Cỏ Mây. Trong vụ va chạm, lực lượng đặc trách của Philippines về Biển Đông tố tàu Trung Quốc đã đâm, kéo gây nguy hiểm tính mạng và làm hư hại tàu Philippines. Một số ý kiến từ giới quan sát chú ý tới từ kéo vì đây là hình thức va chạm hiếm thấy so với việc sử dụng vòi rồng hay chiếu đèn laser quân sự trước đây. Mới đây, ngày 17 tháng 6, lực lượng hải cảnh Trung Quốc trang bị vũ khí thô sơ đã tấn công xuồng của Philippines, tiếp tế cho lực lượng đồn trú trên bãi Cỏ Mây, cướp trang thiết bị, đập phá xuồng và làm bị thương 8 quân nhân Philippines. Trước đó, các tàu hải cảnh của Trung Quốc nhiều lần ngăn chặn xuồng tiếp tế cho lực lượng đồn trú của Philippines trên bãi Cỏ Mây. Thậm chí, hải cảnh Trung Quốc có lần đã chiếu laser vào thủy thủ Philippines, bề ném xuống biển hàng hóa mà Philippines chuyên chở tới khu vực tranh chấp này. Để đáp trả, chính phủ Philippines tuyên bố đã nộp báo cáo ranh giới thêm lục địa ở Biển Đông có chiều rộng 350 hải lý ngoài khơi phía tây của tỉnh Palawan của nước này lên Ủy ban ranh giới ngoài thềm lục địa của Liên Hợp Quốc. Philippines cũng tăng cường các hoạt động ngoại giao, tuyên truyền về các hoạt động phi pháp của Trung Quốc trong vùng biển Philippines, cũng như tăng cường mua sắm thêm phương tiện, vũ khí, tham gia tập trận trên biển cùng các đồng minh. Trong khi đó, Mỹ tái khẳng định sẽ áp dụng Hiệp ước Phòng thủ chung đối với Biển Đông và cam kết hỗ trợ Manila trong nỗ lực hiện đại hóa các lực lượng vũ trang. Nhà chức trách Mỹ cho rằng một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các lực lượng vũ trang, tàu công vụ, máy bay của Philippines ở Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông, sẽ kích hoạt các nghĩa vụ của Mỹ theo Hiệp ước Phòng thủ chung. Trở lại diễn biến vụ việc, có thể thấy hành động nêu trên của Trung Quốc là một bước leo thang mới trên Biển Đông sau khi ban hành luật hải cảnh vào năm 2021. Gần đây, Trung Quốc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện luật. Trong đó, như báo Người Lao Động đã đưa tin, từ ngày 15 tháng 6 nước này, cho phép lực lượng hải cảnh bắt và giam giữ người nước ngoài xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc. Không chỉ vi phạm vùng biển Philippines từ năm 2016, sau khi tòa trọng tài quốc tế thành lập theo phụ lục sai của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 đã phán quyết rằng tuyên bố về quyền lịch sử của Trung Quốc đối với vùng nước nằm trong đường lưỡi bò trên Biển Đông là không có cơ sở pháp lý. Trung Quốc gia tăng các hoạt động đe dọa nhằm từng bước vô hiệu hóa phán quyết này. Vào các năm 2019-2020,
Trung Quốc phái tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 vào thăm dò tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam và các quốc gia như Malaysia, Philippines, Indonesia. Tháng 5 năm nay, Trung Quốc lại cho tàu Hải Dương 26 vào khảo sát trái phép trong vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi bị Việt Nam phản đối, tàu Hải Dương 26 đã rút về nước. Thực tế, thời gian qua, tình hình đã leo thang, khiến mối lo về một cuộc chiến thực sự đang lớn dần. Một tính toán sai lầm, chẳng hạn như gây chết người, có thể là điểm bùng phát xung đột nguy hiểm. Chính vì những cuộc xung đột căng thẳng này mà gần đây báo chí Philippines quan tâm khá nhiều đến các vấn đề ở Biển Đông. Trong đó như tờ báo Manila Bulletin của Philippines đặt một câu hỏi khiến nhiều người Philippines thắc mắc. Tại sao Trung Quốc cứ chú ý đến Philippines? Liệu có phải Trung Quốc sợ Việt Nam hay không? Tác giả bài báo này đã đưa ra 4 lý do để giải thích cho việc tại sao Trung Quốc cứ nhắm vào Philippines nhưng không dám đụng chạm đến việc xây dựng đảo của Việt Nam ở Trường Sa. Và tờ báo này đã viết, trong những tháng gần đây, Việt Nam rất bận rộn mở rộng quy mô của một số đảo mà họ kiểm soát ở Biển Đông. Dường như Trung Quốc cho phép những nỗ lực mở rộng này mà không gây phiền hà nhiều. Tuy nhiên, tại một số đảo ở Bãi Cỏ Mây, Bắc Kinh lại ngăn chặn Philippines cung cấp lương thực, nước uống và vật liệu xây dựng cho một nhóm nhỏ nhân viên Philippines tại tàu Sierra Madre của Hải quân Philippines. Con tàu đã ở đây từ năm 1999. Tại sao người Philippines lại chọn một lập trường cứng rắn như vậy đối với Trung Quốc? Trong khi Trung Quốc lại để yên cho Việt Nam xây dựng lớn trên các đảo mà không gặp phải trở ngại lớn. Có ít nhất 4 lý do giải thích cho hành vi của Trung Quốc. Thứ nhất, chính quyền Trung Quốc có thể cảm thấy họ đang đối đầu với Philippines ở Biển Đông và muốn tránh một cuộc đối đầu lớn với cả hai nước cùng một lúc. Lịch sử cho thấy Trung Quốc đôi khi tránh tham gia vào áp lực đồng thời với nhiều nước láng giềng. Tuy nhiên, đôi khi Trung Quốc lại tập trung vào nhiều tranh chấp cùng lúc ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và Himalaya trong những năm đầu dưới thời Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Tuy nhiên, với những vấn đề lớn trong và ngoài nước, có lẽ Bắc Kinh muốn tránh thêm những lời chỉ trích rằng Trung Quốc gây ra sự việc sử dụng vũ lực. Việt Nam có thể chọn thời điểm hoàn hảo để hành động khi Trung Quốc và Philippines đang bận rộn. Thứ hai, Trung Quốc có thể cho rằng việc gây áp lực với Việt Nam về các hành động xây dựng là vô ích vì có thể gây thiệt hại ngoại giao. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng Việt Nam đã phát triển mạnh hơn so với Philippines và nếu Trung Quốc gây áp lực, điều đó sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng mà họ không mong muốn. Các cuộc thảo luận riêng tư với các quan chức và chuyên gia Trung Quốc cho thấy họ tin rằng Philippines sẽ lùi bước nếu Bắc Kinh gây áp lực đủ mạnh. Dựa trên lịch sử của Philippines trong việc nhượng bộ dưới thời Tổng thống Duterte, Đại Hồng Duterte, lịch sử đã chứng minh Việt Nam là một kẻ cứng rắn. Ví dụ như trường hợp Trung Quốc đã đặt giàn khoan trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào năm 2014 và đã phải chịu áp lực từ Việt Nam suốt một tháng, rồi đến cuộc chiến biên giới Việt-Trung năm 1979. Quân đội Trung Quốc đã phải rút lui sớm. Bắc Kinh biết rằng nếu Hà Nội đã quyết định xây dựng đảo vì nhu cầu quân sự, thì họ sẽ không khoan nhượng. Nên chính phủ hiện tại ở Manila phải chứng minh rằng chúng ta sẽ không nhượng bộ trước áp lực của Trung Quốc. Thứ ba, Trung Quốc có thể đối xử khác biệt với Việt Nam so với Philippines do liên minh chính thức giữa Philippines và Hoa Kỳ. Lý thuyết liên minh rằng một quốc gia mạnh có thể tránh được thách thức từ các đối thủ. Nhưng trong trường hợp này, Việt Nam có thể được hưởng lợi từ việc không liên minh chính thức với Hoa Kỳ. Trung Quốc thường tấn công Philippines có thể coi là một cách để trả đũa và đối đầu với Hoa Kỳ. Thứ tư, các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác Việt Nam dựa trên quan hệ đảng với đảng giữa hai nhà nước Cộng sản. Mặc dù không có sự tin tưởng sâu sắc, nhưng quan hệ này vẫn mạnh mẽ hơn so với những gì thể hiện ra bên ngoài. Nhiều câu hỏi khác về hành động của Việt Nam vẫn cần được giải đáp, chẳng hạn như lý do khiến Việt Nam mở rộng xây dựng đảo vào thời điểm này, liệu có mong đợi Bắc Kinh ngăn cản hay không? Và phản ứng của Hoa Kỳ và các quan chức khu vực đối với hành động của Việt Nam sẽ như thế nào? Hiện tại, hầu hết các phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát biển Philippines không phản đối việc mở rộng đảo của Việt Nam. Vì không giống như Trung Quốc, Việt Nam không sử dụng điều này để ép buộc các quốc gia khác. Hiểu được lý do đằng sau việc Trung Quốc không phản ứng có thể giúp hiểu được phản ứng của Bắc Kinh đối với các hoạt động trong tương lai. Đó là những lý lẽ của Philippines. Nhưng lý do đưa ra cũng khá chính xác.
Tất nhiên, đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việc xây dựng hay mở rộng đảo là quyền của Việt Nam. Các quốc gia khác không có quyền can thiệp. Trung Quốc thì hùng hồn tuyên bố cả Biển Đông là của Trung Quốc với đường 9 đoạn và trong cuối năm 2023 đã đưa lên thành đường 10 đoạn và họ sẽ không ngừng chọc ngoáy bất cứ quốc gia nào xây dựng đảo trên Biển Đông. Việt Nam cũng không ít lần va chạm và thẳng thừng đáp trả với Trung Quốc. Tuy nhiên, việc Philippines dựa vào một xác con tàu từ năm 1999 để nhận chủ quyền thì đúng là một câu chuyện cười. Còn nực cười hơn cả đường 10 đoạn và trò vớt cổ vật dưới đáy biển của gã mồm rộng Trung Quốc. Vậy quan điểm của Philippines về vấn đề Biển Đông này như thế nào? Trong bài báo trên, nhiều người Philippines sẽ bình luận rằng cả chính phủ Trung Quốc và Việt Nam đều tương tự nhau nên không bị đánh bại. Nga cũng vậy. Vì vậy, họ cũng quan tâm đến lãnh thổ. Thêm nữa, cả hai đều là cộng sản. Trong chiến tranh thế giới, dân chủ và cộng sản vẫn sẽ cùng tồn tại. Việt Nam và Philippines là hai trong số những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới và có thể trở thành mối đe dọa thực sự đối với nền kinh tế đang chậm lại của Trung Quốc về mặt đầu tư nước ngoài. Trung Quốc nên thực sự hành xử phù hợp, nếu không sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội về kinh tế tiềm tàng như những gì Nga đang trải qua hôm nay. Hay, quân đội giữa Philippines và Việt Nam là đối tượng hiệu quả trước sự hung hăng của Trung Quốc ở biển Tây Philippines, tức là Biển Đông của Việt Nam. Tại sao ASEAN không nói gì về việc Trung Quốc bắt nạt ngay tại sân sau của họ? Philippines có phản đối, nhưng một số nước ASEAN có nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Người dân các nước ASEAN có lên tiếng về vấn đề này, nhưng mọi người đều biết rằng Trung Quốc là đối tác thương mại kinh tế quan trọng, gắn với nền kinh tế của nhau. Bởi vì các yêu sách có sự trùng chéo giữa các thành viên ASEAN. ASEAN phải nói gì đảo thuộc về ai? Một nước cộng sản và một nước tư bản dân chủ. Philippines sẽ thỏa thuận liên kết với một nước cộng sản như Việt Nam để chống lại Trung Quốc sao? Hay như một bình luận khác, bạn không biết người dân Philippines và người dân dân Việt Nam thân thiết đến như thế nào đâu. Bởi vì Việt Nam là nhà cung cấp gạo chính cho Philippines, Việt Nam sẽ không gây chiến với Trung Quốc như các thành viên khác trên biển, ngoại trừ Philippines. Và một bình luận khác thì đưa ra rằng, điều đáng ngạc nhiên, không giống như Philippines, Việt Nam chưa bao giờ là thuộc địa trong quá khứ. Họ đã chiến đấu liên tục chống lại tất cả những kẻ xâm lược thực dân nước ngoài và cuối cùng đã đánh đuổi tất cả bọn chúng. Ngày nay, Việt Nam vẫn muốn giữ thái độ trung lập giữa hai siêu cường. Chính sách 4-0 của Việt Nam đó là không đồng minh, không tập trận quân sự với lực lượng quân sự nước ngoài và không lập căn cứ quân sự nước ngoài tại Việt Nam. Tôi phải nói, họ thực sự là một quốc gia có chủ quyền. Hay như một bình luận, Việt Nam không cần đồng minh vì họ có thể tin tưởng bất kỳ quốc gia nào như Philippines. Họ có thể coi nước đó là bạn, nhưng họ vẫn nhớ đó là người đã tấn công họ để giúp Mỹ ở Việt Nam. Vậy nên tất cả nội dung về Việt Nam tham gia chống lại Trung Quốc đều là cường điệu và vô nghĩa. Hay như một bình luận trong bài báo này đã đưa ra, liên kết quân sự trên biển tốt cho cả hai nước về an ninh quốc gia. Nhưng Việt Nam chiếm đóng nhiều đảo hoặc rạn san hô ở Trường Sa. Hãy nhớ năm ngoái, khi Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam cảnh báo Philippines về việc xây dựng phần lại của rạn san hô Kalaya, hãy để Philippines giải quyết vấn đề này với Mỹ, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và các đồng minh phương Tây khác và quên việc liên kết với các thành viên Đông Nam Á đi. Nhật Bản, Việt Nam, Philippines, Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc nên thành lập một liên minh giống như NATO. Trung Quốc có thể bị chia rẽ, thêm vào đó nó sẽ tạo ra không chỉ liên minh quân sự mà còn cả liên minh kinh tế. Khi Trung Quốc đang suy thoái, điều này sẽ mở đường cho các nước này thay thế Trung Quốc về mặt thương mại. Không nên để quân đội Trung Quốc bắt nạt các quốc gia có chủ quyền này, bao gồm cả Đài Loan. Đài Loan đưa ra tuyên bố tương tự như Trung Quốc về đường 9 đoạn. Vâng, trên đây là những bình luận biểu của người dân Philippines dưới bài phát này. Cho thấy nhận thức giữa Việt Nam và Philippines hoàn toàn trái nhau về vấn đề Biển Đông. Philippines luôn mong muốn có được sự liên kết với các nước lớn và được bảo vệ, còn Việt Nam thì thường tự lực, tự cường. Trong vấn đề Biển Đông hay chính trị ngoại giao, Việt Nam chúng ta luôn giữ thái độ trung lập giữa các cường quốc. Để củng cố vị thế của mình, Philippines đã gia nhập một liên minh mới có tên gọi là SOCOA với Mỹ, Australia và Nhật Bản để đối trọng với Trung Quốc. Philippines mở rộng phạm vi các cuộc tập trận quân sự hàng năm với các đồng minh phương Tây. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc Philippines nghiêng về phía Mỹ
có thể gây nguy hiểm cho quyền tự chủ chiến lược của Malaya và khiến Trung Quốc càng quyết đoán hơn nữa, cũng như một số nước trong khu vực lo ngại về một cục diện chiến tranh lạnh mới. Đối với Trung Quốc, các hành động ở Biển Đông sẽ ảnh hưởng lớn tới danh tiếng là một bên có trách nhiệm ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, qua đó đẩy nhanh sự hiện diện ngày càng mở rộng của Mỹ ở Philippines đang lo ngại hơn. Bắc Kinh với Washington có thể gây ra xung đột tại vùng biển trọng yếu này. Ở một kịch bản xấu hơn, tình trạng leo thang căng thẳng, mất kiểm soát có thể dẫn tới tổn thất chung. Đặc biệt khi các bên cố gắng giành lợi thế và không thể quản lý hòa bình các xung đột vốn đã phức tạp, đã đến lúc Philippines và Trung Quốc phải nỗ lực theo đuổi xu hướng giải quyết hòa bình và các tranh chấp thay vì đưa vào sức mạnh quân sự, cũng như sự không khoan nhượng trên mặt trận ngoại giao. Cơ quan quốc phòng Philippines cũng đang thúc đẩy hợp tác an ninh mở rộng, bao gồm các thỏa thuận theo hình thức lực lượng thăm viếng với Nhật Bản và Pháp. Mặc dù mang tính phòng thủ, cách tiếp cận này cũng có thể làm suy yếu quyền tự chủ chiến lược của Philippines. Không những vậy, bản thân Mỹ cũng đang có nhiều mối quan tâm đối ngoại lớn khác như xung đột Nga-Ukraine, tình hình Trung Đông và cuộc bầu cử Mỹ sắp tới vẫn chưa thể chắc chắn ai sẽ là ông chủ Nhà Trắng. Nên biết rằng khi xung đột giữa Trung Quốc và Philippines xảy ra trên biển, Mỹ sẽ kích hoạt hiệp định chung với Philippines. Khi đó, không chỉ Philippines mà Trung Quốc và các nước xung quanh Biển Đông, cũng như các quốc gia Đông Nam Á khác, sẽ phải gánh chịu những thiệt thòi vô cùng lớn. Một khi để xung đột leo thang, khó tránh khỏi việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, từ đó tạo nên một làn sóng suy thoái kinh tế thế giới. Như vậy, các vụ việc căng thẳng vừa xảy ra giữa Trung Quốc, Philippines, kể cả Mỹ, sẽ không còn là chuyện riêng của ba quốc gia này, mà trở thành mối lo chung của các nước ASEAN và toàn thế giới. Việt Nam lại sử dụng cách tiếp cận khác với Philippines trong tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Một mặt, Việt Nam vẫn giao thương với Trung Quốc. Nhưng mặt khác, về vấn đề tranh chấp, chúng ta lên tiếng phản đối mạnh mẽ về mặt ngoại giao, dùng tất cả các kênh hòa bình để giải quyết vấn đề êm thấm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Đó là quá trình đấu tranh lâu dài, cần phải kết hợp sức mạnh nội lực của quốc gia, kết hợp sự ủng hộ từ quốc tế. Và quan trọng là đảm bảo giữ vững hòa bình ổn định trên thực địa và tuân thủ các cơ sở pháp lý quốc tế. Việt Nam kiên quyết theo đuổi chính sách là tôn trọng đầy đủ, thiện chí thực thi các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là UN Clause. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy hợp tác biển dựa trên UN Clause. Chúng ta không dùng vũ lực để đối đầu với Trung Quốc, bởi Trung Quốc vốn là một quốc gia hùng mạnh, đặc biệt là hải quân đứng đầu thế giới. Việt Nam phải biết lượng sức mình, đồng thời sử dụng ngoại giao khôn khéo, cân bằng lợi ích của Mỹ và Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Trung Quốc cũng không có cớ mà hành xử thô bạo với Việt Nam như với Philippines vì Mỹ. Việt Nam không liên minh quân sự mà tự xây dựng sức mạnh nội tại, tự trang bị vũ khí, tự lực sản xuất vũ khí, không trông chờ hòa bình bằng một nước thứ ba nào khác. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc phải là sức mạnh nội lực của dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, sức mạnh của độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Vì vậy, với Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc phải bằng chính bản lĩnh, trí tuệ, thực lực, sức mạnh nội sinh của đất nước, kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Không thể dựa vào bất kỳ liên minh quân sự nào, càng không thể trông chờ vào nước ngoài. Việt Nam đang cố gắng ngày càng đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng một nền kinh tế giàu mạnh, tự cường tạo nền tảng sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Và không thể thiếu là kiên quyết theo đuổi chính sách quốc phòng 4.0 theo sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019. Hợp tác quốc tế là cần thiết và quan trọng để giải quyết vấn đề Biển Đông, nhưng không phải là hợp tác quân sự. Biển Đông là khu vực quan trọng trong hàng hải quốc tế với dòng chảy thương mại đạt 3,6 nghìn tỷ đô la Mỹ. Việc đảm bảo tự do hàng hải có ý nghĩa chiến lược đến tương lai tự do hàng hải quốc tế. Tóm lại, việc tiếp cận về vấn đề Biển Đông giữa Việt Nam và Philippines khác nhau. Điều này lý giải cho vấn đề mà Philippines lâu nay thắc mắc là vì sao Trung Quốc cứ nhắm vào Philippines mà không dám động vào Việt Nam ở Biển Đông. Quả thực, Trung Quốc không phải sợ Việt Nam mà không gây hấn với Việt Nam. Bởi trước đây, Việt Nam đã vô số lần đụng độ với Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng lòng tự tôn dân tộc cũng như vận dụng các phương pháp ngoại giao mềm dẻo trên nhiều mặt trận, Việt Nam đã lần lượt khiến Trung Quốc thấy khó phải thoái lui. Còn đối với Philippines, rõ ràng là Philippines không thể tự quyết trong các vấn đề của mình.
mà nhờ cậy vào một nước khác quyết định thay để tạo nên phe cánh cho mình đối đầu với Trung Quốc. Đồng thời, Philippines cũng không có nhiều chứng cứ lịch sử cũng như điều kiện pháp lý để có thể mạnh tay với Trung Quốc trên biển, đặc biệt là bãi cỏ mây. Điều này khiến Trung Quốc càng có cớ để gây hấn. Việt Nam luôn tung ra được những chứng cứ xác thực, tạo niềm tin vững chắc và tạo được sự đồng thuận từ quốc tế, khiến Trung Quốc khó lòng đụng đến Việt Nam. Cái gì dễ thì làm trước. Đây có thể là chiến thuật của Trung Quốc khi vùng biển mà Philippines và Trung Quốc vẫn tranh chấp là điều gì đó mập mờ về pháp lý giữa hai bên. Chiến thuật vùng xám của Trung Quốc ở những vùng như vậy dễ thành công hơn là tường thành vững chắc như ở Việt Nam. Việt Nam không phải là Philippines, dù có tranh chấp với Trung Quốc, nhưng không muốn bị nước ngoài thao túng ở Biển Đông. Việt Nam không nói, chỉ làm. Họ mạnh hơn Philippines rất nhiều. Đây là đối thủ lớn nhất của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Đó là một số bình luận của dân mạng Trung Quốc khi so sánh giữa Việt Nam và Philippines. Các bạn thân mến, như mọi người đã biết, Trung Quốc là một nước chuyên bành trướng và bắt nạt các nước khác. Đất nước này đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Thế nhưng nước này trắng trợn cho rằng các nước như Việt Nam và Philippines đang cố tình gây sự với Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Mới đây nhất, liên quan đến vụ việc va chạm tàu công vụ ở khu vực bãi cỏ mây rìa phía tây nam quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việc Trung Quốc và Philippines liên tục lên án và đổ lỗi cho nhau không chỉ ở ngoài đời mà cả ở trên mạng. Đang yên đang lành tiếp đón các ông lớn ghé thăm, thì người Trung Quốc bỗng nhiên lôi Việt Nam vào câu chuyện này. Với nhan đề, Việt Nam không phải là Philippines, dù cho có tranh chấp với Trung Quốc, nhưng không muốn bị nước ngoài thao túng ở Biển Đông, bài viết này đã thu hút đông đảo sự chú ý của dân mạng Trung Quốc. Nội dung của bài viết như sau. Vấn đề Biển Đông luôn là một trong những tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Ở Biển Đông, Trung Quốc không chỉ có tranh chấp với Philippines, mà còn có một số tranh chấp về biển đảo với Việt Nam. Tuy nhiên, bất chấp những tranh cãi, lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông khác biệt đáng kể so với Philippines, Việt Nam bày tỏ quyết tâm bảo vệ chủ quyền, không chịu trở thành con tốt của các thế lực bên ngoài. So với Philippines, Việt Nam có các cách tiếp cận hoàn toàn khác và không muốn trở thành công cụ của nước ngoài. Việt Nam đã nói rõ ràng sẽ hợp tác với Trung Quốc để duy trì sự ổn định ở Biển Đông. Điều này sẽ làm giảm cho các thế lực bên ngoài can thiệp vào Biển Đông. Tuy nhiên, Mỹ đang cố gắng can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Đặc biệt, sau khi họ chuyển trọng tâm chiến lược từ Trung Đông sang khu vực châu Á, Thái Bình Dương, họ bắt đầu thực hiện cái gọi là chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trên biển, đặc biệt là ở Biển Đông, Mỹ đang nỗ lực tìm cơ hội can thiệp. Trong số các quốc gia Biển Đông, Mỹ chủ yếu để mắt tới Philippines và Việt Nam là đồng minh truyền thống của Mỹ. Philippines đã ký hiệp ước phòng thủ chung, đồng thời Philippines có vị trí địa lý quan trọng gần eo biển Đài Loan và Biển Đông, khiến Mỹ rất coi trọng. Tới và xem xét Philippines, chính phủ Philippines không chỉ đến thăm Hoa Kỳ nhiều lần, mà còn mở một số căn cứ quân sự cho quân đội Hoa Kỳ, cung cấp cho Hoa Kỳ một thành trì quanh eo biển Đài Loan và Biển Đông. Với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, Philippines ngày càng trở nên khiêu khích đối với Trung Quốc. Ngược lại, cách tiếp cận của Việt Nam hợp lý hơn. Các quan sát cho thấy, Tổng thống Mỹ Biden, Phó Tổng thống Harris và Ngoại trưởng Blinken đều đã đến thăm Việt Nam. Điều này là bất thường đối với các đồng minh của Mỹ. Hoa Kỳ đang cố gắng xích lại gần Việt Nam hơn, cải thiện quan hệ song phương và dần dần đưa Việt Nam vào trại ngăn chặn Trung Quốc của họ. Sau chuyến thăm Việt Nam của ông Biden, hai nước đã nhất trí nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời quan hệ với Trung Quốc và Nga cũng ở mức tương tự. Sự phụ thuộc của Philippines vào Mỹ và hành vi khiêu khích đã biến họ trở thành công cụ của Mỹ ở Biển Đông, trong khi Việt Nam đã tránh trở thành con tốt của thế lực bên ngoài, đồng thời bảo vệ chủ quyền của mình thông qua các biện pháp ngoại giao khôn ngoan. Việt Nam mong muốn duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc và tìm kiếm sự cân bằng với Mỹ để đạt được thế trận đôi bên cùng có lợi. Là các nước láng giềng và thân thiện, Trung Quốc và Việt Nam nên hợp tác để tăng cường hợp tác và cùng bảo vệ hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Đó là một số chia sẻ của chuyên gia Trung Quốc này. Nếu Trung Quốc muốn hòa bình và ổn định thì chấm dứt ngay các hành động phi pháp của mình ở Biển Đông và không xâm phạm chủ quyền của Việt Nam nữa, thì chắc chắn mọi thứ sẽ bình thường.
Nhưng với bản tính của Trung Quốc, thì rất khó để họ chấm dứt chủ nghĩa bành trướng của mình. Ngay cả những người dân bình thường Trung Quốc cũng lên mạng hung hăng nói như sau: Việt Nam đã san lấp đảo và khai thác dầu. Họ mạnh hơn Philippines trong vấn đề Biển Đông. Chúng ta phải luôn cảnh giác. Tôi đã nhắc nhở các bạn rằng, Việt Nam đang bí mật xây dựng các dạng san hô và lấp đầy các đảo ở Biển Đông. Việt Nam họ có thể hy sinh để bảo vệ những gì họ cho là của họ. Đây là đối thủ khó nhất ở châu Á mà chúng ta từng đối đầu. Bất kể ai có bằng chứng hay không, sức mạnh quyết định tất cả. Tương lai chỉ cần có sức mạnh, bạn có thể thắng trong một trận chiến và tiết kiệm chi phí xây dựng. Vị trí ở Việt Nam tốt, tôi thích nó. Nếu Việt Nam không hung hăng như Philippines, thì Việt Nam sẽ là một đất nước rất tốt trong tương lai. Việt Nam không nói, chỉ làm. Họ mạnh hơn Philippines rất nhiều. Đây là đối thủ lớn nhất của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Bộ Ngoại giao Việt Nam liên tục quan ngại về tình hình ở Biển Đông, nhưng người dân và quân đội Việt Nam vẫn bất chấp mọi cảnh cáo của Trung Quốc để đánh bắt hải sản. Hành động này của Việt Nam không quân tử chút nào. Liệu một lữ đoàn tổng hợp vũ trang mạnh có thể áp đảo được Việt Nam không? Còn Philippines thì chỉ cần một hạm đội nhỏ bé cũng có thể đè bẹp được. Trong tương lai, trái đất, mặt trăng, hệ mặt trời và toàn bộ vũ trụ đều thuộc về nước của chúng ta. Nên người dân chúng ta chuẩn bị làm bá chủ của thế giới thôi. Nhưng thật tiếc, tôi không thể chứng kiến được điều này trong tương lai. Đây là hậu quả của việc nhượng bộ Philippines nhượng bộ hết lần này đến lần khác. Chúng ta phải dạy cho họ một bài học. Chúng ta thiếu tài nguyên dầu khí, nhưng Biển Đông lại giàu tài nguyên dầu khí. Tại sao chúng ta không phát triển mạnh mẽ dầu khí ở Biển Đông? Chúng ta đang sợ điều gì mà không hành động? Sợ Việt Nam sao? Khi Trung Quốc mạnh lên, toàn bộ Biển Đông sẽ thuộc về Trung Quốc. Vì vậy, không có chỗ cho việc đàm phán với Trung Quốc. Philippines nên hiểu rõ điều này. Chỉ khi cùng nhau chia sẻ lợi ích mới có thể phát triển bền vững. Mới đây, Nga đang vè vãn Việt Nam, có ý định cung cấp công nghệ hạt nhân cho Việt Nam. Tiếp theo, Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam. Nước này tuy không theo phe nào, nhưng đạt được rất nhiều lợi ích, khác xa với Philippines. Trong số 10 nước ASEAN, Philippines không phải là nước duy nhất có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Malaysia, Việt Nam, Brunei đều có vấn đề này. Và các nước này cũng có vấn đề với nhau. Nhưng các nước này biết rất rõ rằng tranh chấp là tranh chấp, quan hệ với Trung Quốc là quan hệ với Trung Quốc. Nếu quan hệ với Trung Quốc bị xáo trộn vì tranh chấp ở Biển Đông, đặc biệt nếu chúng bị các cường quốc nước ngoài lợi dụng để khơi dậy sự tức giận của Trung Quốc, thì sao? Sẽ có thể bị mất không một hòn nào. Cần phải nói rằng Việt Nam hiểu rất sâu về vấn đề này. Bên ngoài thì hợp tác với Trung Quốc, nhưng bên trong thì lại tìm mọi cách để bảo vệ chủ quyền của mình. Thông qua các biện pháp ngoại giao khôn ngoan, Việt Nam thiết lập quan hệ với các nước lớn như Nga và Mỹ để tìm kiếm sự cân bằng. Điều này cho thấy, Việt Nam là một quốc gia nói ít làm nhiều. Đây mới là quốc gia chúng ta cần phải cảnh giác. Việt Nam tin rằng Biển Đông là của Việt Nam và họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, thậm chí có nguy cơ xảy ra xung đột. Tin tôi đi, Philippines có thể không, nhưng Việt Nam, họ có thể. Đây là một dân tộc không thể khinh thường. Tuy Việt Nam là quốc gia mà chúng ta phải để ý và cẩn thận nhất, nhưng Việt Nam rất thông minh và quá hiểu Trung Quốc. Việt Nam biết rằng họ và Trung Quốc có những khác biệt rất lớn nên sẽ không bị Mỹ mê hoặc. Chỉ có giải quyết mọi thứ bằng biện pháp hòa bình và đàm phán thì mới có kết quả tốt đẹp cho cả hai. Còn nếu muốn leo thang căng thẳng, chắc chắn Việt Nam sẽ gặp bất lợi. Trung Quốc phải mạnh thì vấn đề Biển Đông mới có thể giải quyết suôn sẻ. Trước hết, để đối phó với Việt Nam, chúng ta cần có thời gian, không nên gây thù chuốc oán với Việt Nam lúc này. Điều đầu tiên, chúng ta phải giải quyết xong Philippines. Đất này tuy dựa vào Mỹ, nhưng chắc chắn Mỹ sẽ không ra tay hỗ trợ nước này, vì nước này không còn quan trọng với Mỹ nữa. Khi Philippines chờ quân tiếp viện, thái độ của Việt Nam với Trung Quốc cũng thay đổi. Họ tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam bảo lưu mọi quyền và lợi ích dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, sẵn sàng đàm phán với Philippines để đạt được giải pháp có lợi cho cả hai nước. Trong tuyên bố, Việt Nam một lần nữa khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế và khẳng định quyền hợp pháp của mình đối với các vùng lãnh hải được xác định theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Sớm hay muộn, toàn bộ Đông Nam Á cũng sẽ rơi vào tay Trung Quốc.
Thứ nhất, nền kinh tế Trung Quốc đang ngày càng tìm kiếm đường xuất khẩu mới, đặc biệt là từ kênh đào ở Campuchia. Thứ hai, nguồn cung cấp điện hoặc các nguyên liệu sản xuất quan trọng khác mà Việt Nam cần đều bị Trung Quốc kiểm soát. Đặc biệt, cả nền kinh tế Đông Nam Á đang phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhiều nước ở các khu vực này có các tỷ phú là người Hoa, nên Trung Quốc đang nắm kinh tế của những quốc gia đó. Điều tệ nhất là người Việt Nam luôn thực hiện các cuộc tấn công lén lút từ phía sau. Việt Nam nổi tiếng với lối đánh du kích. Đầu tiên, chúng ta nên ngừng xây dựng các dự án đường sắt cao tốc tới Việt Nam và giải quyết ổn thỏa mối quan hệ với Biển Đông. Chúng ta phải chiếm được hết Biển Đông rồi mới tính đến các trường hợp khác. Kẻ yếu sẽ nhờ cậy kẻ mạnh, còn kẻ mạnh sẽ lợi dụng kẻ yếu. Hoa Kỳ dựa vào tàu sân bay và chiến tranh đã khiến họ mạnh lên và bắt nạt kẻ yếu rất nhiều. Philippines muốn lợi dụng sức mạnh của Mỹ và dùng cái gọi là trọng tài quốc tế để trấn áp Trung Quốc. Nhưng kết quả thì sao? Mỹ thờ ơ, chính phủ Philippines phải chịu chỉ trích của người dân. Chỉ có quyền lợi vĩnh viễn, không có bạn bè vĩnh viễn. Cách duy nhất để đối phó với những tranh chấp là phải khôn ngoan, khéo léo trong ngoại giao, đặc biệt là phải đoàn kết. Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng nhất của Trung Quốc, và Trung Quốc rất coi trọng quan hệ song phương Trung Việt. Phía trên là một số bình luận của dân mạng Trung Quốc. Chúng ta có thể thấy sự kiêu ngạo của người Trung Quốc. Họ chê Việt Nam gian xảo không khác gì đang tự vả vào mặt mình. Biển Đông đầu năm 2024 lại tiếp tục nóng lên với việc Trung Quốc răng một hàng rào nổi ở khu vực bãi cạn Scarborough, khiến Manila và Bắc Kinh căng thẳng cả trên biển và trên các diễn đàn. Không chỉ gây sự với Philippines, họ còn đưa tàu hải cảnh xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vậy cục diện Biển Đông sẽ diễn ra như thế nào vào năm 2024? Trung Quốc đang sử dụng chiến thuật vùng xám và chiến thuật bắc cải như thế nào? Và trong năm 2025 thì tình hình Biển Đông liệu có còn nóng lên? Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu về chủ đề này nhé! Trong suốt một thời gian dài, Trung Quốc thường dùng chiến thuật vùng xám nhằm mở rộng không gian kiểm soát và biến khu vực không tranh chấp thành tranh chấp, thế nhưng vẫn giữ xung đột dưới ngưỡng chiến tranh để không gây ra đối đầu quân sự. Tại Biển Đông, quốc gia này đang tạo ra vùng xám bằng cách sử dụng lực lượng dân quân biển vũ trang và các hạm đội đánh cá có vũ trang, biến họ thành người lính xung kích trong chiến thuật vùng xám. Mục đích của họ là nhằm tranh giành và thực hiện hóa các yêu sách chủ quyền phi lý đối với phần lớn Biển Đông thông qua yêu sách đường chiến đoạn chiếm tới hơn 80% vùng biển và các thực thể địa lý ở Biển Đông. Vào đầu năm 2024, cụ thể là ngày 19 tháng 2, Anh chụp vệ tinh cho thấy tàu hải cảnh Trung Quốc 54 hôm 2 tìm cách xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo marinetraffic.com, chiếc tàu hải cảnh này là một tàu không rõ loại, có treo cờ Trung Quốc với chiều dài là 99m, chiều rộng 15m và độ mớn nước là 6,3m. Âm mưu của Bắc Kinh là cho các tàu hải cảnh tiến hành tuần tra rồi xâm nhập sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng, từ đó bình thường hóa quyền tài phán của Trung Quốc đối với các khu vực thuộc quyền tài phán của các nước láng giềng theo luật pháp quốc tế. Hãy nói một cách dễ hiểu, các tàu hải cảnh vẫn tà lẻn vào vùng EAZ của các nước láng giềng nhưng không tỏ ra hung hãn để tránh nổ ra xung đột. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đã cắm rùi trong khu vực để bình thường hóa các hoạt động xâm nhập phi pháp. Có thể thấy, các hoạt động vùng xám trên biển của Trung Quốc được thiết kế để thiết lập sự hiện diện, tạo tính chính đáng cho những phủ nhận sau này của họ với quyền lợi của các nước láng giềng. Chính vì vậy, Hải quân Trung Quốc không phải là lực lượng dẫn đầu trong các hoạt động vùng xám, thay vào đó là lực lượng dân quân biển của lực lượng vũ trang nhân dân và lực lượng hải cảnh Trung Quốc. Hải quân Trung Quốc sẽ đóng vai trò đảm bảo ngăn leo thang vũ trang, đồng thời cũng là lực lượng răn đe hiệu quả. Trong số 3 lực lượng trên, lực lượng dân quân biển đi đầu trong việc thiết lập tính chính đáng của Trung Quốc với tư cách là trợ thủ của hải quân, tạo thành một cơ cấu kép quân sự, dân sự. Trung Quốc đã tăng cường sử dụng lực lượng dân quân biển từ năm 2012, khi đó nước này và Philippines tranh chấp bãi cạn Scarborough. Bên cạnh chiến thuật vùng xám, Trung Quốc còn sử dụng chiến lược bắc cải trong tranh chấp lãnh hải với các quốc gia láng giềng. Cụ thể thì Bắc Kinh bành trướng trên biển thông qua các lực lượng dân sự và quân sự, được tổ chức theo nhiều lớp. Chiến lược này bóc và bắp cải từng lớp một,
thực hiện 3 bước mở rộng và phản ứng khi có xung đột. Đầu tiên là họ sẽ đưa số lượng lớn tàu cá đến khu vực biển tranh chấp. Việc này vừa nhận được sự ủng hộ của người dân trong nước, vừa gia tăng áp lực đối với các nước láng giềng. Theo sau các tàu cá là các tàu hải giám, việc sử dụng lực lượng này sẽ ít gây căng thẳng hơn. Cuối cùng thì tàu chiến của Hải quân Trung Quốc mới xuất hiện nhằm thu dọn tàn cuộc. Chiến lược này cũng kết hợp với các hoạt động tuyên bố chủ quyền, cũng như hay như tiến hành xua đuổi tàu thuyền của nước ngoài, nhằm ngăn trở tiếp cận với vùng lãnh hải mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Có thể thấy, ba lực lượng hàng hải của Trung Quốc là Hải quân, lực lượng dân quân biển và lực lượng hải cảnh đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong chiến lược bắp cải, gồm nhiều lớp bao bọc. Để đối phó thì các nước láng giềng phải thâm nhập từng lớp dẫn đến phí tổn chiến lược. Không chỉ vậy, việc Trung Quốc điều phối hoạt động và tiến hành tuyên truyền thông tin giả cũng làm gia tăng áp lực ngày càng lớn đối với các nước khác. Một ví dụ kinh điển của chiến lược bắp cải là sự cố ở bãi cạn Scarborough vào tháng 4 năm 2012. Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này và gọi nó với cái tên đảo Hoàng Nham. Các ngư dân của nước này cũng thường xuyên hoạt động ở đây và tranh chấp nguồn cá với ngư dân Philippines. Khi đó, chính quyền Manila đã trúng kế của Bắc Kinh khi điều động chiến hạm BRP Gregorio del Pilar mới nhận từ Hải quân Mỹ để dằn mặt các tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc đang hoạt động ở bãi cạn Scarborough. Ngay lập tức, các ngư dân này đã điện báo cầu cứu với phân bộ Hải Nam thuộc Bộ Tư lệnh Hải cảnh Hoa Nam. Và thế là hai tàu hải giám đã xuất hiện tại bãi cạn Scarborough. Qua tháng 5, Trung Quốc lại điều đến thêm 7 tàu hải giám khác. Để tránh căng thẳng leo thang, các quan chức Mỹ buộc phải thương lượng với chính quyền Manila và Bắc Kinh để cả hai đều rút lui khỏi khu vực này. Phía Philippines đã chấp thuận rút tàu chiến BRP Gregorio del Pilar khỏi khu vực tranh chấp. Nhưng các tàu hải giám Trung Quốc chẳng bao giờ đi ra, mà chiếm luôn bãi cạn Scarborough từ tháng 6 năm 2012. Từ đó đến nay thì Bắc Kinh vẫn là bên kiểm soát bãi cạn này, bất chấp sự phản đối đến từ Manila. Sau nhiều ngày thương lượng bất thành, thì vào ngày 22 tháng 1 năm 2013, Philippines đã đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tòa án Trọng tài Thường trực của Liên Hợp Quốc, đặt tại La Hay, Hà Lan, bất chấp lời cảnh báo của Bắc Kinh là sẽ phản ứng mạnh mẽ về ngoại giao và kinh tế. Tới ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng tài được thành lập theo phụ lục phái của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, nhấn mạnh Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để yêu cầu quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên vượt quá các quyền mà UNCLOS quy định. Thế nhưng, bất chấp luật pháp quốc tế, chính quyền Bắc Kinh vẫn ngang nhiên chiếm đóng bãi cạn Scarborough. Hơn nữa, do đây là khu vực mà ngư dân Philippines vẫn đến bỏ lưới, nên Trung Quốc đã rào luôn bãi cạn này bằng một sợi dây nối cáp phao đặt ở hai đầu lối vào. Từ đó chặn lối ra vào duy nhất khu vực đầm phá, không cho tàu đánh cá Philippines và các nước khác tiến vào đây. Tới nay, hàng rào dựng trên biển này vẫn là nỗi đau khôn xiết của ngư dân Philippines. Để rắc thêm muối vào nỗi đau này, trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 2 năm 2014, khi bị hỏi liệu Trung Quốc có căng lại dây rào ở cửa bãi cạn Scarborough không, nữ phát ngôn Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tự tin trả lời rằng đó là do lỗi của Philippines, đồng thời khẳng định đảo Hoàng Nham luôn là lãnh thổ của Trung Quốc. Để đáp lại một loạt động thái của Philippines tại vùng biển đảo Hoàng Nham xâm phạm chủ quyền Trung Quốc, Trung Quốc buộc phải thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và các quyền và lợi ích hàng hải của mình. Có thể thấy, chỉ trong vòng 12 năm, từ chỗ dùng số đông đời chủ cũ đi rồi chiếm ngụ, Trung Quốc đã cư xử cứ như họ mới là chủ nhân thật sự của bãi cạn Scarborough. Nhờ thắng lợi quan trọng này, Bắc Kinh còn nhận ra rằng sự tham gia của lực lượng dân quân biển là rất quan trọng, cho phép họ giành quyền kiểm soát một thực thể đất đai đang tranh chấp lớn mà không cần phải trả giá đắt. Vào năm 2012, nước này còn kéo cả 7 tàu hải cảnh tới uy hiếp Philippines. Nhưng trong năm 2024, họ đã có sách lược tinh vi hơn khi thôi không kể số đông vũ lực nữa mà sử dụng dân quân biển. Mặc dù Trung Quốc có sử dụng tàu chấp pháp, nhưng lại tỏ vẻ hiền lành và không hề chống trả như trường hợp của tàu hải cảnh 5402. Đây chính là một ví dụ điển hình của chiến lược tầm ăn dâu, từ từ thâm nhập một cách nhũng nhặn, sau đó cắm rễ tại khu vực tranh chấp, rồi loan báo đó là lãnh hải của mình. Thông qua quá trình hiện đại hóa quân đội,
đặc biệt là hải quân, năng lực tác chiến của Trung Quốc ngày một mạnh mẽ hơn. Mới đây, họ còn tung ra một chiến thuật mới, đó là gây nhiễu để phá sóng tàu bè của các nước đối thủ. Cụ thể thì Philippines tố cáo rằng khoảng 8 giờ sáng ngày 22 tháng 2, tàu hải cảnh 3155 của Trung Quốc đã gây nhiễu nhằm ngăn chặn hoạt động của hệ thống nhận dạng tự động, viết tắt là AIS Datu Sunday thuộc Cục Đánh cá và Tài nguyên Hải sản của Philippines, vốn đang được triển khai để cung cấp nhiên liệu và đảm bảo an ninh cho ngư dân của nước này. Trong đó, AIS là hệ thống thông tin liên lạc, trợ giúp hàng hải, cho phép tàu bè trao đổi những thông tin về nhận dạng vị trí, hướng, tốc độ với nhau và giúp trao đổi với các trạm trên bờ. Khoảng cách thu phát và nhận tín hiệu của các máy AIS là trên dưới 20 hải lý, tức là khoảng 37 km. Theo phía Philippines, tàu BRP Datu Sunday của họ đã bị phá sóng AIS tại khu vực bãi cạn Scarborough. Hậu quả là mất liên lạc. Phó đề đốc Hải quân Philippines là Roy Vincent Trinidad xác nhận, Trung Quốc đã can thiệp vào khả năng điện tử của Hải quân nước này ở vùng biển phía Tây Philippines trong 3-4 năm qua. Nước này còn nêu ra một vấn đề lớn hơn, đó là cứ mỗi lần phía Trung Quốc ra tay phá sóng, họ lại ra thông cáo tố cáo là do tàu của Philippines xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển tiếp giáp với đảo Hoàng Nham của Trung Quốc, nên họ mới phải xua đuổi tàu Philippines. Mỗi lần như thế, Thời báo Hoàn Cầu do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn lại đăng một bài viết bằng tiếng Anh lên mạng xã hội, đổ lỗi cho Philippines và vơ lý lẽ về phần mình. Bài đăng đó có nội dung như sau: bằng chứng lịch sử chắc chắn cho thấy yêu sách của Philippines đối với đảo Hoàng Nham là một trò hề vô căn cứ. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trong lịch sử bắt đầu và tiếp tục quản lý các đảo ở Biển Đông và tham gia vào các hoạt động hàng hải liên quan. Các chính phủ kế tiếp của Trung Quốc ở tất cả các triều đại đều có quyền tài phán liên tục và hòa bình đối với các đảo ở Biển Đông. Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với đảo Hoàng Nham và vùng biển lân cận. Bên cạnh Philippines, Việt Nam cũng là một đối thủ của Trung Quốc tại vùng biển này. Từ đầu năm nay, Bắc Kinh lại điều động tàu hải cảnh lớn nhất của mình là chiếc tàu mang số hiệu 3901, nặng tới 12.000 tấn, và nó đã xuất hiện gần các khu vực mỏ dầu của Việt Nam. Tới ngày 25 tháng 2, phía Bắc Kinh lại cử hai tàu hải cảnh cùng với hai chiến hạm, một chiếc Type 52 và một chiếc Type 54 tới đá chữ thập mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam từ năm 1988. Vì có chung đối thủ ở Biển Đông là gã hàng xóm phía Bắc, nên Việt Nam và Philippines đã bắt tay nhau để cùng đối đầu với Trung Quốc. Vào ngày 30 tháng 1 năm 2024, trong một buổi lễ chính thức được tổ chức tại Phủ Chủ tịch Việt Nam, nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Hà Nội của Tổng thống Philippines, thì Hà Nội và Manila đã ký kết hai bản ghi nhớ an ninh về ngăn ngừa sự cố ở Biển Đông và hợp tác trên biển giữa lực lượng tuần duyên hai nước. Cụ thể, trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. khẳng định thỏa thuận hợp tác hàng hải này sẽ giúp thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện giữa lực lượng cảnh sát biển của hai nước, xây dựng năng lực, đào tạo, trao đổi nhân sự và tàu thuyền nhằm nâng cao khả năng cùng nhau điều hành hoạt động. Khi nhìn nhận Biển Đông là một khu vực có tranh chấp, nguyên thủ quốc gia Philippines tuyên bố kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines trước bất kỳ hành động khiêu khích nào. Ông cũng khẳng định Manila đang tìm cách giải quyết những vấn đề này với Bắc Kinh thông qua đối thoại và tham vấn hòa bình. Với tư cách là hai quốc gia có chủ quyền bình đẳng, Tổng thống Marcos Jr. cũng cho biết Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines ở Đông Nam Á, đồng thời nhấn mạnh hợp tác hàng hải là nền tảng trong mối quan hệ này. Hai nước cũng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Đồng thời cũng kêu gọi việc kiềm chế các hành động gây phức tạp hoặc làm leo thang các tranh chấp ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định khu vực, cũng như các hành động đơn phương có thể thay đổi hiện trạng và làm gia tăng căng thẳng và giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước về Luật Biển năm 1982. Cả Việt Nam và Philippines cũng tái khẳng định cam kết triển khai đầy đủ và hiệu quả tuyên bố ASEAN-Trung Quốc năm 2022 về ứng xử của các bên ở đảo Biển Đông và thúc đẩy việc sớm hoàn tất đàm phán bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông hiệu quả và hiệu lực. Bên cạnh các thỏa thuận an ninh biển,
Hai quốc gia cũng có những tuyên bố hợp tác về kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương. Đặc biệt, hai nước đã ký một thỏa thuận mới về việc Việt Nam cung cấp gạo và hợp tác nông nghiệp với Philippines. Dù tới nay vẫn chưa có hiệp định hay thỏa thuận phân định ranh giới biển đảo giữa hai nước, nhưng tình hình chung thì cả Việt Nam và Philippines đều không muốn gây căng thẳng ở các khu vực tranh chấp. Trong khi Reuters đánh giá, những thỏa thuận giữa Hà Nội và Manila có thể sẽ khiến Bắc Kinh tức giận, đặc biệt nếu những thỏa thuận này mở đường cho những thỏa hiệp tương lai về các yêu sách chủ quyền ở những khu vực đang tranh chấp trên Biển Đông. Kể từ năm 2012, Mỹ đã nhận thấy sự nguy hiểm của Trung Quốc. Không chỉ phát triển về kinh tế, quốc gia tỷ dân còn tăng cường sức mạnh quân sự và thực hiện hóa giấc mơ trở thành bá chủ phương Đông một lần nữa. Chính vì vậy, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama đã tiến hành chiến lược xoay trục sang châu Á. Sứ cờ hoa muốn cho Trung Quốc thấy rằng họ sẽ cạnh tranh về kinh tế, ngoại giao và quân sự trên chính sân nhà của đối thủ. Và Biển Đông đã trở thành một trong nhiều điểm nóng cho mối quan hệ đầy thử thách giữa Mỹ và Trung Quốc. Washington bác bỏ những yêu sách trái pháp luật của Bắc Kinh trên vùng biển giàu tài nguyên và có tầm quan trọng chiến lược này. Cụ thể thì Trung Quốc có yêu sách phi lý trên hầu hết Biển Đông, trồng lấn lên cả vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia và Philippines. Trong khi hàng nghìn tỷ đô la hàng hóa được chở qua Biển Đông mỗi năm, và vùng biển này cũng có trữ lượng hải sản và dầu khí lớn. Để ngăn chặn tham vọng bá chủ của Bắc Kinh, Washington đã tiến hành các hoạt động tự do hàng hải. Trong nhiệm kỳ 2 của mình, Tổng thống Barack Obama đã cho Hải quân Mỹ tiến hành tuần tra tại Biển Đông 5 lần trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2017. Sau khi Donald Trump đắc cử Tổng thống vào tháng 1 năm 2017, chính quyền mới đã dừng các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông, với hy vọng Trung Quốc có thể tăng áp lực lên Triều Tiên về các vụ thử phóng tên lửa của nước này. Tuy nhiên, đến mùa hè năm 2017, Mỹ đã khởi động lại tăng cường tuần tra tại Biển Đông với tần suất tăng dần. Cụ thể là 6 lần vào năm 2017, 5 lần vào năm 2018, 9 lần vào năm 2019 và 10 lần vào năm 2020. Nhưng từ năm 2020, do đại dịch COVID-19 lan rộng, nên Mỹ cũng giảm bớt các hoạt động tự do hàng hải. Trong 3 năm tiếp theo, tức là các năm 2021, 2022 và 2023, Sứ cờ hoa chỉ có 5 lần tuần tra ở Biển Đông. Tuy nhiên, năng lực răn đe của Mỹ được cho là không suy giảm nhiều, bởi vì nước này vẫn gia tăng đáng kể số lần tập trận với đồng minh và đối tác trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả các nước tại Biển Đông. Trong năm 2023, Mỹ đã tiến hành 129 cuộc tập trận, nhiều hơn 49 so với các năm 2021 và 2022. Không chỉ vậy, Mỹ còn được trao thêm quyền tiếp cận căn cứ quân sự trên đảo Balabac của Philippines, nằm gần với quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây chỉ là một trong số 4 căn cứ mới theo thỏa thuận ADCA của Philippines với Mỹ. Việt Nam không phải là Philippines. Họ sẵn sàng chiến đấu với Trung Quốc nếu có cơ hội. Việt Nam không nói, họ chỉ hành động thôi. Họ liều mình chiến đấu luôn là chứ. Đây rồi, đối thủ của Trung Quốc đã xuất hiện. Đó là những lời bình luận của cư dân mạng Thái Lan khi so sánh giữa Việt Nam và Philippines. Các bạn thân mến, như các bạn đã biết, Trung Quốc là một quốc gia nổi tiếng với việc bành trướng và bắt nạt các nước láng giềng. Đất nước này đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Thế nhưng, Trung Quốc lại trắng trợn cáo buộc các nước như Việt Nam và Philippines đang cố tình gây sự với mình ở Biển Đông. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại những gì họ nói. Gần đây nhất, vụ việc va chạm tàu công vụ tại khu vực Bãi Cỏ Mây nằm ở phía tây nam quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đã gây ra căng thẳng. Trung Quốc và Philippines liên tục lên án và đổ lỗi cho nhau, không chỉ ở ngoài đời mà cả ở trên mạng xã hội, khiến tình hình càng trở nên căng thẳng và phức tạp. Đang yên đang lành đón tiếp các ông lớn ghé thăm thì người Thái Lan bỗng nhiên lôi Việt Nam vào câu chuyện, trời ơi đất hỡi này. Với nhan đề Việt Nam không phải là Philippines, dù có tranh chấp với Trung Quốc, nhưng không muốn bị nước ngoài thao túng ở Biển Đông. Bài viết này đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng Thái Lan với nội dung như sau. Vấn đề Biển Đông luôn là một trong những tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc không chỉ có tranh chấp với Philippines mà còn có một số tranh chấp về biển đảo với Việt Nam. Tuy nhiên,
bất chấp những tranh cãi, lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông khác biệt đáng kể so với Philippines. Việt Nam bày tỏ quan điểm quyết tâm bảo vệ chủ quyền, không chịu trở thành con tốt của các thế lực bên ngoài. Việt Nam có cách tiếp cận hoàn toàn khác so với các nước. Việt Nam đã nói rõ ràng sẽ hợp tác với Trung Quốc để duy trì sự ổn định ở Biển Đông. Điều này sẽ làm giảm bớt sự can thiệp của các thế lực bên ngoài. Nhưng cư dân mạng Thái Lan lại bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Chúng ta hãy xem phản ứng của cư dân mạng Thái Lan về video này như thế nào nhé. Việt Nam là khắc tinh của Trung Quốc. Chỉ cần Việt Nam xuất hiện, Trung Quốc rét ngay. Trung Quốc không dám động vào Việt Nam đâu. Việt Nam mạnh lắm. Giờ chơi thân với cả Nga cơ mà. Trung Quốc có mà dám. Mấy hôm trước tôi thấy Nga sang Việt Nam chuẩn bị mang tên lửa bắn Trung Quốc rồi đấy. Lần này, Trung Quốc khó mà động vào Việt Nam được. Philippines ngại té nước vào Trung Quốc, nhưng Việt Nam không ngại đâu nhé. Sẵn sàng đáp trả luôn. Giờ có anh Nga hậu thuẫn, Việt Nam như hổ mọc thêm cánh. Lần này Trung Quốc coi như xong rồi. Việt Nam không cần nói, chỉ cần làm thôi. Trung Quốc cũng cắp đuôi chạy mất rồi. Việt Nam một lần nữa khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và khẳng định quyền hợp pháp của mình đối với các vùng lãnh hải được xác định theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979, Trung Quốc còn không làm gì được Việt Nam. Nghĩ gì mấy cái con này đánh bại được người Việt Nam á? Trung Quốc đang gây áp lực với Việt Nam đây. Các ông không biết à? Xây cả mấy hòn đảo rồi, Việt Nam nói vậy thôi, không làm gì được Trung Quốc đâu. Nó vẽ đường đứt đoạn trên bản đồ rồi, sau này Trung Quốc sẽ thâu tóm hết cả Biển Đông. Trung Quốc mạnh lắm, chứ ai vượt mặt được đâu. Trung Quốc mà cho một quả tên lửa thì Biển Đông có mà cạn. Tôi thấy Việt Nam khôn khéo đấy chứ, chẳng nghiêng về bên nào, mà chẳng mất tín về bên nào cả. Bên nào cũng chơi được, thế mới giỏi. Philippines nên học hỏi nhiều vào. Ngoại giao của Việt Nam đỉnh thật, vừa xoa dịu được ông lớn Trung Quốc, vừa hợp tác lâu dài được với Mỹ. Kế này của Việt Nam đỉnh của chóp luôn. Tôi đọc báo thấy Philippines mở một số căn cứ quân sự cho quân đội Hoa Kỳ, cung cấp cho Hoa Kỳ một thành trì quanh eo biển, Đài Loan và Biển Đông đấy. Đây chẳng khác gì là khiêu khích Trung Quốc cả. Tôi còn đọc được một bình luận hài hước của bạn Trung nói rằng Việt Nam đã san lấp đảo và khai thác dầu, họ mạnh hơn Philippines trong vấn đề Biển Đông, chúng ta phải luôn cảnh giác. Thật buồn cười, Việt Nam mà phải đi tranh giành với các nước khác. Họ là nước bé xíu, đâu có ngu mà tự dưng đấu với Trung Quốc. Việt Nam đang bí mật xây dựng các rạn san hô và lấp đầy các đảo ở Biển Đông. Việt Nam họ có thể hy sinh để bảo vệ những gì họ cho là của họ. Đây là đối thủ khó nhất ở châu Á. Việt Nam không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Họ chỉ đang mượn sức mạnh của Philippines để đánh Trung Quốc đấy. Mà khi cả hai bên đều mệt rồi, thì lúc đó Biển Đông là của Việt Nam. Tôi không biết, nhưng mà sức mạnh dân tộc của Việt Nam mạnh lắm. Không có gì có thể đánh bại được họ đâu. Việt Nam không hùng hăng như Philippines đâu. Họ có chiến thuật ngoại giao hơi bị đỉnh đấy. Philippines nên học Việt Nam về khoản này. Bộ Ngoại giao Việt Nam liên tục quan ngại về tình hình ở Biển Đông. Nhưng người dân và quân đội Việt Nam vẫn bất chấp mọi cảnh cáo của Trung Quốc để đánh bắt hải sản. Hành động này của Việt Nam không quân tử chút nào. Một tàu chiến nhỏ bé của Việt Nam cũng đủ đánh bại con tàu lớn của Trung Quốc rồi. Bạn biết đó là gì không? Chính là sức mạnh, kiên cường, bất khuất của người Việt Nam đây. Trong lịch sử, họ còn đánh bại được phát xít, Đức, Pháp, Mỹ, Trung Quốc. Chẳng là cái gì cả. Đây là sự trừng phạt của Philippines. Philippines hãy sớm tỉnh ngộ đi. Hãy mang sách vở sang học hỏi cách ngoại giao của Việt Nam đi. Tài nguyên Biển Đông rất giàu có, nước nào cũng muốn tranh giành, nước nào cũng muốn giàu nhất thế giới. Vậy các nước đấy có nghĩ đến nhân dân của họ không? Nhưng Nga và Ukraine đó, nếu chiến tranh Biển Đông nổ ra, các ngư dân sẽ đi về đâu? Trung Quốc sợ các cường quốc bên ngoài lợi dụng Việt Nam, thế nên Trung Quốc đang cố tình hòa hoãn và không động chạm gì đến Việt Nam. Thay vào đó, họ sẽ tấn công Philippines để giết gà dọa khỉ với Việt Nam. Một khi Trung Quốc đã mạnh lên, toàn bộ Biển Đông sẽ thuộc về Trung Quốc. Vì vậy, không có chỗ cho việc đàm phán với tất cả các nước đâu. Philippines nên hiểu rõ điều này. Trung Quốc đã đặt giàn khoan trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào năm 2014 và đã phải chịu áp lực từ Việt Nam suốt một tháng. Rồi đến cuộc chiến biên giới Việt-Trung 1979, quân đội Trung Quốc đã phải rút lui sớm thôi. Nguồn cung cấp điện hoặc các nguyên liệu sản xuất quan trọng khác mà Việt Nam cần đều bị Trung Quốc kiểm soát. Đặc biệt cả nền kinh tế Đông Nam Á đang phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhiều nước ở các khu vực này có các tỷ phú là người Hoa,
nên Trung Quốc đang nắm kinh tế của những quốc gia đó. Mới đây, Nga đang ve vãn Việt Nam có ý định cung cấp công nghệ hạt nhân cho Việt Nam. Tiếp theo, Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam. Nước này tuy không theo phe nào, nhưng đạt được rất nhiều lợi ích từ các nước lớn. Việt Nam đỉnh đấy. Trung Quốc có thể đối xử khác biệt với Việt Nam so với Philippines do liên minh chính thức giữa Philippines và Hoa Kỳ. Trên lý thuyết, liên minh cho rằng một quốc gia mạnh có thể tránh được thách thức từ các đối thủ. Nhưng trong trường hợp này, Việt Nam có thể được hưởng lợi từ việc không liên minh chính thức với Hoa Kỳ. Trung Quốc thường tấn công Philippines có thể coi như là một cách để trả đũa và đối đầu với Hoa Kỳ. Việt Nam muốn hòa bình và phát triển đất nước, nhưng các thế lực bên ngoài thì không bao giờ để yên cho Việt Nam, muốn Việt Nam mãi mãi lạc hậu so với họ, vì họ sợ rằng một khi Việt Nam mạnh sẽ thâu tóm hết tất cả mọi thứ. Việt Nam quá mạnh nên Trung Quốc sợ Việt Nam sẽ không làm bạn với mình nữa. Đến lúc đó, Trung Quốc trôi một mình. Tất nhiên, đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việc xây dựng hay mở rộng đảo là quyền của Việt Nam. Các quốc gia khác không có quyền can thiệp. Trung Quốc thì hùng hồn tuyên bố cả Biển Đông là của Trung Quốc với đường 10 đoạn. Và Trung Quốc sẽ không ngừng chọc ngoáy bất cứ quốc gia nào xây dựng đảo trên Biển Đông. Việt Nam rất thông minh và quá hiểu Trung Quốc. Và Trung Quốc cũng vậy. Việt Nam và Trung Quốc có những khác biệt rất lớn nên sẽ không bị Mỹ mê hoặc. Chỉ có giải quyết mọi thứ bằng biện pháp hòa bình và đàm phán thì mới có kết quả tốt đẹp cho cả hai. Nếu không muốn leo thang căng thẳng. Đó là những phần bình luận khác nhau của cư dân mạng Thái Lan về vấn đề Biển Đông. Các bạn thấy sao về những ý kiến đó? Ngoài sự can thiệp của Trung Quốc ở Biển Đông, thì Mỹ cũng đang cố gắng can thiệp vào vấn đề Biển Đông, khiến cho Trung Quốc tức giận không làm được gì cả. Thế là họ quay sang tấn công Philippines nhằm răn đe Hoa Kỳ. Đặc biệt sau khi họ chuyển trọng tâm chiến lược từ Trung Đông sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Họ bắt đầu thực hiện cái gọi là chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc trên biển, đặc biệt là ở Biển Đông. Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội can thiệp trong số các quốc gia ở Biển Đông. Mỹ đặc biệt để mắt tới Philippines và Việt Nam. Việt Nam mong muốn duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc và tìm kiếm sự cân bằng với Mỹ để đạt được thế trận đôi bên cùng có lợi. Là các nước láng giềng và thân thiện của Trung Quốc, Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác và cùng bảo vệ hòa bình ổn định ở Biển Đông. Và chính phủ Việt Nam cũng mong rằng ngư dân các vùng biển thật bình tĩnh, không được manh động trước những hành động khiêu khích của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc muốn hòa bình và ổn định thì chấm dứt ngay các hành động phi pháp của mình ở Biển Đông và không xâm phạm chủ quyền của Việt Nam nữa, thì chắc chắn mọi thứ sẽ bình yên. Nhưng với bản tính tham lam và muốn thâu tóm tất cả mọi thứ của Trung Quốc thì rất khó để họ chấm dứt chủ nghĩa bành trướng của mình.